Vào ngày 3 tháng 12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã cử các tổ công tác vào 3 tỉnh miền Trung để điều tra và truy tìm nguồn gốc của số ma túy liên tiếp dạt vào bờ biển. Trước đó, thì vào ngày 30 tháng 11, người dân tại xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam nhặt được can nhựa chứa 25 bánh heroin. Vào ngày 1 tháng 12, người dân tiếp tục nhặt được gần 8 kg ma túy đá trôi dạt vào bờ biển ở xã Phong Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Vào ngày 2 tháng 12, người dân thôn Tân Hải, xã Do Hải, huyện Do Linh của tỉnh Quảng Trị đã phát hiện một thùng nhựa màu trắng dạt vào bờ. Bên trong thì có chứa 7 gói hình vuông, chứa 7 kg ma túy đá. Và hiện thì chưa có báo cáo về nguồn gốc của số ma túy này. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy sẽ làm rõ trong thời gian sớm nhất.